Cam sẽ chụp bộ ảnh này để nhân dịp Valentine. Chắc là cái vlog này bọn mình sẽ cố gắng trước lên trước khi Valentine, hoặc là chỉ sau đấy 1-2 hôm thôi, và mọi người cùng được xem bộ ảnh này của nhà Cam nhé. Các bạn thấy hôm nay vợ chồng mình chúng ta, bọn mình đang chung Valentine, và thật sự là cái concept lần này thì nó cũng khá là khác lạ ấy. Đây có cả Chun Chun này, có cả Cam Cam này, đấy, đồng chí Cam này. Cam thì hôm nay có vẻ như là không được hợp tác cho lắm rồi. Trông đẹp phết đi ấy. Blendy của Phương khi nào mà bộ ảnh này ra thì mình sẽ up lên trên Facebook để cho các bạn xem nhé. Bộ ảnh này trông bộ make up rất là khác, từ việc đầu tóc này cho đến quần áo nhé. Thứ mà hy vọng rằng là chúng ta sẽ có một bộ ảnh thật đặc biệt như Valentine này. Valentine của hai ông bà già khi đã có đây sách cho hai đứa con lên một bên chẳng như thế. Nhà Cam vừa mới chụp xong set đồ đầu tiên, và bây giờ bọn mình đang có một set đồ thứ hai. Set đồ thứ hai trông kiểu rất là retro đúng không? Trông giống Stranger Things nhỉ? Đúng không? Nhà trông kiểu Stranger Things ấy. Vợ mình thì đang make up lại. Làm gì đấy? Con một vòng của xem máy công chúa nào. Bộ ảnh này thì rất khác so với những bộ ảnh mà nhà Cam đã từng chụp. Các bạn có thể thấy là những cái bộ ảnh trước đây ấy, thì nhà Cam thường chụp những cái bộ ảnh nó tự nhiên một chút, tại vì là có em bé mà cho nên là cứ vậy là bắt cảnh khắc thôi. Nhưng mà bộ này thì sẽ có pose dáng các thứ hơn. Làm gì đấy? Hôm nay má hồng thế nhỉ? Má hồng hay hay thế nhỉ? Thì không pose được dáng với Cam ấy, thì sẽ không diễn được quá là nhiều. Nhưng mà nhà Cam muốn chụp bộ ảnh trông nó khác đi, và thực sự thì bọn mình khá là thích cái concept này luôn. Rất là mong chờ cái bộ ảnh này, và mình sẽ sử dụng bộ ảnh này để thay toàn bộ lại cover của Facebook trong thời gian sắp tới. À, cũng như là cả YouTube nữa trong thời gian sắp tới. Bây giờ bọn mình đang ăn cơm trưa. Có cà chua. Chua ăn gì? Chua ăn sườn. Hey, đi làm cùng bố mẹ ăn cơm này. Ngon không con? Ngon không em bé má hồng? Anh này cũng có một suất riêng, nhưng mà đã chén hết rồi. Con ngủ chưa? Con đi làm với bố mẹ con buồn ngủ không? Hả? Phần Cam xong rồi, thay quần áo ngủ rồi. Thay thơm bố một cái nào. Mình còn nốt một set của này thôi. Ui đấy, thấy chưa, bố vào rồi mà. Đau không? Đau không? Không sao. Chờ tiếp. Bây giờ là set thứ... cuối. Set cuối rồi ạ? Set thứ cuối. Đây, cả hai vợ chồng mặc. Mình mặc bộ này là kiểu một đội bộ xui, hai bộ giống nhau đúng không? Xui đôi. Xin chào các bạn. Cam rất ít khi được đi làm cái hôm nay như thế này. Đấy, mà mỗi lần đi thì cái đuôi ấy. Đuôi, kéo lên.